Hello. Hello mọi người. Hôm nay là ngày 26 Tết. Hôm qua tụi mình đã đi siêu thị mua mất Tết này kia. Còn hôm nay thì tụi mình sẽ đi mua sắm áo quần. Mọi người hay nói là thôi chun có vài cái áo mặc đi mặc lại. Đúng là rứa. Nó cũng tội ông bởi vì ông qua đây ông không có đem được nhiều đồ mà qua đây cũng không có mua được gì đồ gì hết trơn bởi vì không có hợp gu với tao á. Nhưng mà hôm nay Lý quyết tâm thì sẽ phải mua được cho chun một hai bộ gì đó để mà mặc thay đổi làm video ha. Lê cũng rớ, Lê thì bình thường Tết Lê không có sắm đồ đâu, Lê sắm quanh năm rồi. Nhưng mà có lẽ là sẽ mua một bộ áo dài xinh 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 để mặc đi chùa, quay video lên cho đẹp đẹp ha. Rồi, bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trung tâm thương mại.야, 여기 되게 예쁘다. 예쁘지? 여기 한국 사람도 많이 와? 여기 옛날에 리 오빠가 여기 샀어. 아, 진짜? 어떤 거? 아, 야, 이것도 괜찮은데? 야, 이거 살 거. 오빠 이거 사고 싶다. 옷은 맞아? 마음에 들어? 어? 진짜? 와, 엄청 예쁘네. 오, 생각보다 엄청 예쁜데? 와, 이런 건 얼마야? 90만 원이야. 어? 비싼 거야? 잘 모르겠는데? 예뻐. 야, 근데 약간 아우다이보다는 차파오 같은 느낌? 따로. Look so tiny. 약간 다른 느낌이다. 진짜? 예뻐. 마음에 들어? 와, 이거 입고 뭐할 거야? 이걸로 페인 사면 좋겠다. 라이브 스트림. 진짜? 예쁘네. 그것도 예쁘다. 우리 공주님은 밝은 게 예뻐. 예뻐? 언제 나와? 나의 뷰티풀 걸 다른 어떤 여자 그것도 예쁜데? 빨간색이 마음에 들어? 이게 더 마음에 들어? 몰라, 안 똑같아. 쫀득 같은 느낌 좀 덜 든다. 어떤 토킹? 뭐라고 하는 거야? 그냥 여기가 더좀 예쁜 거, 다음에 더안 비싼 거. 아. 이거 원래 200만 원 정도, 150만 원 정도야. 야, 근데 이게 아우자에 맞아? 아우자에 맞아. 진짜 힘들다. 나도 힘들어. 둘다 이뻐. 아, 저기야? 그것도 괜찮다. 룩스 0. 아, 이것도 이쁘다. 진짜? 아, 몰라. 이건 올레드가 아니네. 여기 바지는 검은색이네.
sau khi thử ba bộ thì thực sự là không biết phải mua bộ nào hết, bởi vì bộ nào cũng đẹp hết. Bây giờ ngồi uống cà phê xong từ từ suy nghĩ mình mua bộ nào hơn. Hai mọi người, sau khi một hồi suy nghĩ đắn đo giữa ba bộ, tôi đã mua. Trời ơi, nói cái đẹp dễ thương luôn. Thì thật sự rất là khó khăn giữa ba bộ, bộ nào cũng thấy đẹp hết. Nhưng mà cuối cùng phải chọn được một bộ thôi. Thì màu nào trong ba màu, một cái là màu đỏ, quần đỏ, hai là áo đỏ, quần đen, hay là cái màu xanh đậm chuối. Đó nha. Thì mọi người hãy comment thử, mọi người đó thử làm đi đã mua cái bộ nào nha, comment ở phía dưới. Bạn nào mà đoán được đúng nhất, bạn nào đoán đúng, người chắc là nhiều người ở đó, mà bạn nào đoán đúng và tôi sẽ chọn trong từng đó đáp án đúng, thì bạn chọn ngẫu nhiên một bạn ha, để chọn để tặng cho bạn một cái son đấy, son rồi mang cái son giọt giọt mình sẽ thông báo vào ngày 11 Tết. Mình sẽ mặc bộ nào vào ngày 11 Tết và mình sẽ thông báo kết quả cho các bạn ha. 7 buồn. Bởi vì là không có quá nhiều thời gian nên là tụi mình quyết định phải chia nhau ra, chứ không có đi shopping cùng nhau nữa. Thì Lê sẽ chọn đồ của Lê, còn Jun sẽ chọn đồ của phần của Jun. Nhưng mà đồng ý là đứa nào cũng phải mua ít nhất là một món đồ thì mới được ra đi ra khỏi đây. Nếu không mua được đồ là không thể nào mà về quê ăn Tết ngon được. Thì mình đã lựa được đồ rồi, bây giờ đi tính tiền xong rồi sẽ tới phần mua đồ cho Jun. Cái đó là kim phải lúa, cái gốc phải lúa trái kia. Mà đi mua đồ với ông này là cái tôi cũng bị stress lay luôn á, bởi vì ông không có ưng ý được cái bộ nào mà tôi cũng biết là ông thích cái kiểu như nào mà. Ô, chà sẽ gặp ta. Đồ của chị. Chà sẽ gặp ta. Hoa ta, đẹp trai quá ta. Ô ba chị chà, bên tay có shopping hả cô? Stress 맞다. 이건 오빠가 지금 입고 있는 거. 어? 아, 하지만 또 TV 그거 뚜껑에 있는데. 이게 좀 더 연하게. 그래도 괜찮아. Cuối cùng sau hơn một tiếng lựa đồ thì cũng đã mua, nói chung là cũng tạm được. Mua hai cái, Lim mua hai bộ đồ, còn Jun thì một cái áo, cái gì cũng chạy không chạy hết trơn á. Rồi bây giờ tụi mình lấy xe về nhà xong rồi sẽ sắp xếp đồ để về quê luôn. Ok. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nữa ha. Nếu như mà xin làm video thì hẹn gặp lại vào ngày mai, không thì ngày mốt. Ok, bye bye.